Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 28. Sau khi nhận được tin tức từ chỗ Thiên Cô thì Lục Vân cũng yên lặng hiện lên một nụ cười. Thú vị, thật là càng ngày càng thú vị. Bên phương Tây thành lập một liên minh thí thần giả thì thôi đi, cả võ minh cũng đã bắt đầu đấu đá nội bộ, trước kia Lục Vân cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh đặc sắc này. Xem ra tháo vòng sáng Vân Thiên Thần Quân này xuống, dùng ánh mắt của mình đi nhìn lại thế giới này cũng tạo nên cảm giác rất khác biệt. Lục Vân rất chờ mong. Chờ mong thế cục tương lai sẽ phát triển như thế nào. Tập đoàn ASG đang tiến hành một đại hội cổ đông. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề nghiêm trang. Sản phẩm mặt nạ, thiên sứ của bọn họ bị Long Quốc tẩy chay tập thể, mức độ kiên quyết đã nằm ngoài dự đoán của họ. Trước kia cũng có không ít nhãn hiệu quốc tế từng sỉ nhục Long Quốc, nhưng những nhãn hiệu kia xin lỗi xong thì chỉ cần giảm giá sản phẩm thì rất nhanh đã giành lại thị trường Long Quốc lần nữa. Cho nên họ mới nói người của Long Quốc là dễ quên nhất. Nhưng tình hình lần này đã khác, nó đã hoàn toàn vượt qua sự khống chế của tập đoàn ASG. Họ giảm giá mặt nạ của khu vực Long Quốc xuống gần với giá vốn mà doanh số vẫn thảm hại. Thậm chí cả nhà phân phối đại diện ở Long Quốc cũng chủ động loại bỏ sản phẩm của họ, thả lỗ vốn cũng không chịu kiếm loại tiền nhục nhã này. Lần này tập đoàn ASG triệt để hoảng loạn. Họ bắt đầu ý thức được không phải người của Long Quốc dễ quên, mà do những sự kiện trước kia còn chưa chạm vào giới hạn cuối cùng của họ. Một khi chạm đến giới hạn thì sự cao ngạo nằm trong máu người Long Quốc lập tức bùng nổ. Đừng nói dùng tiền mua, dù có tặng miễn phí thì họ cũng không cần. Bởi vì Vân Thiên Thần Quân là tín ngưỡng, là thần của Long Quốc, ai dám sỉ nhục châm chọc Vân Thiên Thần Quân thì chính là đang chà đạp tín ngưỡng của dân chúng Long Quốc. Tập đoàn ASG cố gắng nhiều năm để mở rộng thị trường ở Long Quốc mà đã bị hủy hoại sạch sẽ trong nháy mắt. Tập đoàn ASG chỉ có thể liên tục xin lỗi, đồng thời tuyên bố trước mặt truyền thông là đã cách chức CEO của công ty và vĩnh viễn không cho anh bước vào ASG nữa. Nhưng vô dụng, dân chúng Long Quốc không để mình bị nắm mũi dẫn đi. Làm tập đoàn ASG hoảng hốt nhất là có một loại mặt nạ tên là Khuynh Thế Dung Nhan không chỉ chiếm lấy thị trường của họ ở Long Quốc mà còn đang điên cuồng chèn ép họ trên thị trường quốc tế. Nếu hiệu quả của Khuynh Thế Dung Nhan bình thường thì tập đoàn ASG cũng không bối rối như thế, ngặt nổi danh tiếng của nó quá tốt, trong nháy mắt xông vào thị trường quốc tế đã lập tức tạo nên một cơn gió lốc. Tập đoàn ASG đã phái nhân viên khảo sát chuyên kiểm tra hiệu quả của sản phẩm này rồi cho ra kết luận là đè bẹp. Khuynh Thế Dung Nhan của Long Quốc hoàn toàn đè bẹp, thiên sứ của họ. Cứ để thế cục này phát triển thì, Khuynh Thế Dung Nhan nhất định sẽ thay thế, thiên sứ, trở thành thương hiệu mặt nạ đứng đầu thế giới. Đây là trận chiến trên thương trường, Lục Vân không hiểu và cũng không quan tâm, hắn đang rất nghiêm túc trợ giúp Lâm Thanh Đàn châm cứu. Lâm Thanh Đàn có thiên phú rất cao ở phương diện y học, nhất là châm cứu, cô đã nắm giữ thuần thục cửu chuyển hồi dương châm, quỷ môn thất khấu thứ và những bộ châm pháp mà Lục Vân truyền thụ cho cô. Đồng thời cô cũng đã đến bình cảnh. Mà điểm mấu chốt để đánh vỡ bình cảnh nằm ở chân khí. Luyện tập một bộ châm pháp thuần thục đến mấy mà không có chân khí thì cũng có giới hạn rất rõ ràng, nhưng nếu rót chân khí vào rồi thay đổi dựa vào cường độ của chân khí thì hiệu quả châm cứu sẽ sinh ra ngàn vạn loại biến hóa. Đây là một sự tiến bộ về chất. Lâm Thanh Đàn là người có chấp nhất rất mãnh liệt đối với châm cứu, kể từ khi biết Tiểu Lục Vân là tu luyện giả, cô đã chủ động đưa ra ý kiến muốn cô đọng chân khí. Trước đó Lục Vân lo lắng về khuyết điểm của vô danh thần công nên cũng không chịu giúp Vương Băng Ngưng và Lâm Thanh Đàn tu luyện. Lần trước gặp mặt lão đạo sĩ, Lục Vân cũng hỏi qua vấn đề về vô danh thần công, nhưng lão đạo cũng không giải thích được nguyên do, chỉ nói là công pháp này nhất định không có vấn đề. Mặc dù lão đạo sĩ không đứng đắn, nhưng Lục Vân có thể cảm giác được ông không có ác ý lớn với mình. Chí ít hiện giờ là như vậy. Vả lại mình đã tu luyện vô danh thần công 15 năm nên không có khả năng nói không luyện là không luyện, chỉ có thể đi đến đâu hay tới đó. Nếu chị gái muốn thì cho thôi. Hừm, cách cho cũng có hai loại, một là tương đối truyền thống, tức là châm cứu vào huyệt vị đặc biệt rồi rót chân khí vào giúp kinh mạch của Lâm Thanh Đàn lưu thông, sau đó để tự cô đi cô đọng chân khí. Cách thứ hai thì giống như Sở Giao, học cấp tốc. Đương nhiên Lục Vân không dám vọng tưởng cách thứ hai. Cho dù là cách truyền thống thứ nhất cũng đã làm hắn mặt đỏ tới mang tai.
Dáng người của Lâm Thanh Đàn là tốt nhất, đường cong nóng bỏng nhất trong các chị em, một bên tâm hồn có thể đâm chết hai vương băng ngưng. Khi Lục Vân châm cứu huyệt vị đặc thù thì có một cây châm hơi chết xuống xương quai xanh làm cổ áo của Lâm Thanh Đàn trễ xuống một chút nên có thể trông thấy hẻm núi lớn trên sông băng. Lục Vân cố hết sức để kiềm chế chính mình. Lâm Thanh Đàn nghi ngờ nhìn hắn mà nói, em trai, chị phát hiện sau khi em trở về từ kinh thành thì hơi thay đổi, hừm. Trở nên không lưu manh như trước kia. Đổi lại là trước kia, đừng nói là giật cổ áo xuống, dù Lâm Thanh Đàn có quấn mình kín mít thì tên hư hỏng này cũng sẽ mượn cớ dậy mình châm cứu mà điền cuồng đụng chạm. Hiện tại Lục Vân đã giảm bớt rất nhiều. Thậm chí khi châm cứu lên huyệt vị đặc biệt thì ánh mắt hắn cũng không ngó bậy nữa. Chuyện này không đúng, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà Lâm Thanh Đàn nói một câu, em năm cũng thế, gần đây có vẻ càng ngày càng mặt mày tỏa sáng. Nghe thấy lời này, ngón tay cầm châm của lão, trung y, Lục Vân đột nhiên run lên một cái. Lục Vân chưa từng phủ nhận mình là lưu manh, nhất là trước mặt những chị gái đẹp như tiên nữ của mình thì bản tính lưu manh này cũng lộ ra rõ ràng hơn. Cái này phải cảm ơn cách giáo dục của người sư phụ là lão đạo sĩ. Cộng thêm lão đạo sĩ lừa hắn nói trước khi vô danh thần công đại thành thì không thể tiết nguyên dương, điều này càng làm ngọn lửa trong bụng Lục Vân tích lũy càng tràn đầy. Thử hỏi có người trẻ tuổi khí huyết tràn trề nào chịu nổi sự dày vò này. Không phóng lửa ra được thì Lục Vân chỉ có thể đến giải quyết buồn bực trong lòng thông qua phương thức khác, ví dụ như đùa giỡn người đẹp. Nhưng từ lần trước sau khi mơ mơ hồ hồ xảy ra quan hệ với Sở Giao thì tính cách của Lục Vân thật sự xảy ra chút thay đổi. Đó là một loại tâm lý nặng nề và phức tạp. Cũng có thể nói là tinh thần trách nhiệm. Tất nhiên hắn không còn dám làm xăng làm bậy như trước đây nữa. Sau khi trở về từ kinh thành, Lục Vân và Sở Giao đều không nhắc một chữ tới chuyện kia, đôi bên cũng ngầm hiểu nên không đâm thủng lớp giấy gượng gạo này. Nhưng Lục Vân không nghĩ tới chị hai đã nhìn ra. Cô nhất định đã nhìn ra, không thì sẽ không đột nhiên nói câu này, còn dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn mình chằm chằm. Tay Lục Vân run lên một chút, chỉ có thể giả điên giả dại cười gượng và nói, ha ha, chị hai, em cảm thấy chị suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ chín chắn lên mà thôi. Còn chị năm thì gần đây không phải luôn sử dụng, khuynh thế dung nhan sao, làn da càng sáng loáng là chuyện rất bình thường. Thật là vậy sao? Lâm Thanh Đàn mập mờ chớp chớp mắt và nói, đừng quên chị học trung y đấy. Trung y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, sờ. Nhìn là bao gồm thần, sắc, hình, thái. Màu da của Sở Giao vốn rất tốt, sự thay đổi của cô chỉ nằm ở tỉnh khí thần, mà sự thay đổi từ bên trong này nhất định không phải hiệu quả của mặt nạ. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng Lục Vân đang chột dạ. Tay run là một trong những biểu hiện của chột dạ. Còn một biểu hiện nữa là trong khoảng thời gian này hắn luôn gọi Sở Giao là vợ, nhìn như đang nói đùa, nhưng vừa rồi lúc giải thích lại đổi giọng thành chị năm. Càng che càng lội. Mặc dù Lâm Thanh Đàn thường xuyên bị đám chị em trêu chọc là ngực to mà không có não, nhưng thật ra nội tâm cô rất tinh tế, thông qua biểu hiện của Lục Vân, cô lập tức suy đoán ra hắn và Sở Giao nhất định đã xảy ra chuyện gì. Tâm tình cô lập tức trở nên phức tạp. Trước kia đám chị em còn thường xuyên nói đùa là ai sẽ gả cho Tiểu Lục Vân trước, nhưng không ngờ người đầu tiên xảy ra quan hệ thực chất với Tiểu Lục Vân trình là em năm đơn thuần nhất. Trong lòng Lâm Thanh Đàn rất phức tạp. Lục Vân nhìn vẻ mặt hiểu rõ của cô thì oán thầm, rõ ràng đến vậy sao, xem ra sau này mình phải biểu hiện lưu manh một chút, nếu để chị Khuynh Thành nhìn ra thì không biết sẽ có phản ứng gì. Đừng nhìn Diệp Khuynh Thành cao ngạo lạnh lế ô, nhưng Lục Vân biết cô mới là bình giấm chua lớn nhất. Trước kia Liễu Yên Nhi chỉ hôn hắn một cái mà cô đã bá đạo muốn hôn bù lên bên kia mặt của mình, nếu để cô biết mình và Sở Giao đã. Lục Vân không cách nào tưởng tượng ra hậu quả. Có lẽ chỉ cả bá đạo sẽ tiêu diệt mình luôn. Chị Thanh Đàn, chị phải giữ bí mật cho em đó. Lục Vân biết đã không gạt được Lâm Thanh Đàn nên dứt khoát thừa nhận, xin cô giữ bí mật cho mình và Sở Giao. Lâm Thanh Đàn nở nụ cười khéo hiểu lòng người rồi nói. Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện này, chị lười lắm miệng lắm, tự em làm chủ đi. Nhưng trong lòng cô lại hừ một tiếng, lúc trước mấy người giấu tôi chuyện em trai là Vân Thiên Thần Quân lâu như vậy, lần này tôi cũng để mấy người nếm thử mùi vị này. Lục Vân cảm động nói, chị Thanh Đàn thật là Bồ Tát chuyển thế, quá ấm lòng. Bớt nói nhảm, em còn chưa xong à, xong rồi thì rút ra đi. Được rồi,
chỉ còn hai lần cuối cùng, rất nhanh sẽ rút ra, chị nhịn thêm một chút đi. Lục Vân rót chân khí vào cơ thể Lâm Thanh Đàn, giúp cô khơi thông kinh mạch xong thì rút kim châm cứu ra, tiếp theo thì đợi Lâm Thanh Đàn tự ngưng luyện ra chân khí. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Không đến 2 giờ sau Lâm Thanh Đàn đã ngưng luyện ra chân khí, thiên phú tu luyện cũng cao kinh người như mấy người chị còn lại của Lục Vân. Lục Vân đã quen quá rồi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lại nghe thấy Lâm Thanh Đàn đau đớn kêu lên một tiếng, trên vầng trán trắng nõn ứa đầy mồ hôi. Chị Thanh Đàn làm sao vậy? Lục Vân giật mình. Tình huống này chưa từng xuất hiện trên người Diệp Khuynh Thành và Liễu Yên Nhi. Lục Vân vội đưa chân khí của mình vào trợ giúp Lâm Thanh Đàn kiểm tra tình trạng trong cơ thể, khi chân khí đi đến vị trí đan điền thì sắc mặt hắn bỗng biến đổi. Trong đan điền của Lâm Thanh Đàn bỗng xuất hiện một vật thể lạ. Đó là một cái thanh đỉnh cái vạc màu xanh, lớn chừng bàn tay. Trước khi Lục Vân trợ giúp Lâm Thanh Đàn khơi thông kinh mạch đã từng dò xét đan điền của cô, hắn không phát hiện cái thanh đỉnh này, nó xuất hiện sau khi cô ngưng luyện ra chân khí. Có lẽ tương tự như một loại phong ấn nào đó. Vào thời khắc Lâm Thanh Đàn bước vào ngưỡng cửa tu luyện giả thì phong ấn đã tự động được giải trừ, thanh đỉnh lập tức hiện ra. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Vân. Cùng lúc đó, trên Côn Luân, ở nơi được vinh danh là thần sơn đứng đầu của Long Quốc, trên mảnh đất hội tụ linh khí nào đó, một lão giả đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên cảm ứng được cái gì mà mở bừng hai mắt ra. Cứ như trời đất bừng sáng, ánh sắc lạnh lóe lên. Ông vươn người đứng dậy trên đỉnh một ngọn núi treo leo nhất nơi đây, ánh mắt như đâm thủng tầng mây nhìn về hướng khu vực nào đó phía nam Long Quốc. Khí tức của ông chấn động mãnh liệt. Rất nhanh phía sau ông đã xuất hiện một đám đệ tử áo xanh, họ kinh ngạc hỏi, sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Lão giả nhắm hai mắt lại, kéo dài âm thanh mà đáp, vừa rồi hình như ta cảm ứng được khí tức của thanh đế huyền hỏa đỉnh ngay ở phía nam Long Quốc, các con đều xuống núi thăm dò đi. Vâng, lúc này Lâm Thanh Đàn đang rất đau đớn, cô không biết tại sao trong cơ thể mình lại phong ấn một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Nếu cô không trở thành tu luyện giả thì chẳng phải cả đời cũng không phát hiện bí mật này. Lục Vân vốn rất lo lắng, nhưng sau khi cẩn thận quan sát thanh đỉnh thì lại thở phào một hơi. Cái đỉnh này là pháp bảo, cũng không có ác ý gì với Lâm Thanh Đàn. Hẳn là phong ấn đột nhiên giải trừ nên mới khiến Lâm Thanh Đàn cảm thấy đau đớn như vậy. Sau cơn đau chính là thu hoạch. Lục Vân đã nhìn ra mặc dù không biết là người nào phong ấn thanh đỉnh trong cơ thể Lâm Thanh Đàn. Nhưng nhiều năm qua nó đã sớm hòa thành một thể với cô. Nói cách khác, về sau cái thanh đỉnh này chính là pháp bảo riêng của Lâm Thanh Đàn. Vừa trở thành tu luyện giả đã có một pháp bảo thần bí như vậy, đây là vận may mà vô số người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Cả Lục Vân cũng nhìn không được ao ước mấy phần. Hơn nữa Lục Vân suy đoán, có khả năng thiên phú y học cực cao của Lâm Thanh Đàn có liên quan đến thanh đỉnh này. Đỉnh này bất phàm. Quả nhiên như Lục Vân đã suy đoán, sau khi trải qua đau đớn ngắn ngủi thì rất nhanh Lâm Thanh Đàn đã ổn định lại, vừa suy nghĩ thì trước mặt bỗng xuất hiện một thanh đỉnh cao cỡ nửa người. Đó chính là bản phóng đại của thanh đỉnh trong đan điền của Lâm Thanh Đàn. Em trai, cái này cũng quá thần kỳ. Lâm Thanh Đàn khó tin mà trợn to đôi mắt. Trước kia cô cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, tu võ giả là cái gì đó rất xa xôi, càng đừng nói đến tu luyện giả. Lâm Thanh Đàn thật sự không nghĩ tới có ngày mình sẽ trở thành tu luyện giả thì thôi đi, mới ngày đầu tiên mà đã thu được một pháp bảo như vậy. Khó mà tin nổi, cứ như cảnh trong cơ. Nhưng chân khí trong cơ thể cô là thật, cái đỉnh trước mặt cũng là thật, tất cả đều là sự thật. Lâm Thanh Đàn hít sâu mấy ngụm không khí tươi mát mới làm bộ ngực nổi sóng chập trùng bình ổn lại. Lục Vân nói, chị hai, cái thanh đỉnh này có lai lịch không rõ. Nhưng không khó nhìn ra là một pháp bảo quý. Giá, chị nên tranh thủ nhận lấy đi, về sau đừng tùy tiện khoe khoang trước mặt người khác. Người thường không có tội, tội là dám mang thứ cao hơn thân phận của mình. Có một pháp bảo là phúc phận, nhưng nếu như quá rêu rao thì rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Nhất là dạng pháp bảo từ nhỏ đã được phong ấn trong cơ thể giống như của Lâm Thanh Đàn, trừ phi cô chết, nếu không cái thanh đỉnh này không thể nhận chủ nữa. Nói cách khác, một khi cái thanh đỉnh này bị người ta để mắt tới thì cho dù Lâm Thanh Đàn muốn bỏ nó để giữ mạng cũng không được, đối phương nhất định sẽ đẩy cô vào chỗ chết để thanh đỉnh trở về trạng thái không chủ lần nữa. Có lợi cũng có hại, họ không thể không cẩn thận.
Lâm Thanh Đàn gật đầu và nói, yên tâm đi em trai, chị không phải loại người thích khoe khoang, đâu có giống em mà cầm một thanh kiếm đi rêu rao khắp nơi. Nghĩ lại ngày trước vào thời khắc Lục Vân hiện thân ở Hải vực Thái Bình Dương thì ngự linh thần kiếm cũng theo sát mà tới, chém vào mặt biển như chia biển thành hai phần, quả thực là quá phô trương. Hiện tại hắn còn quay ngược lại giáo dục mình. Lâm Thanh Đàn tức giận chừng Lục Vân một cái, rất nhanh đã cất thanh đỉnh vào đan điền. Lục Vân sờ sờ mũi rồi cười hắc hắc và nói, em chỉ muốn khí thế hơn một chút thôi, không phô trương thì làm sao thể hiện ra sự uy phong bá đạo của Vân Thiên Thần Quân chứ? Đúng rồi, em trai uy phong bá đạo nhất, chắc em năm hiểu phương diện này nhất. Lâm Thanh Đàn mập mờ nháy mắt mà nói. Lục Vân than nhẹ một tiếng, từ khi nào mà chị hai đơn thuần hiền lành đã trở nên dí dởm lầy lội đến vậy? Vương Băng Ngưng, chị thật là nguồn cội của mọi tội ác. Lục Vân đổ hết tội lỗi làm hư các chị lên đầu chị Tư Ô Yêu Vương, lúc này hắn còn chưa ý thức được Côn Luân đã bắt đầu chấn động vì chiếc thanh đỉnh kia. Mấy ngày sau, Lục Vân thu được lời mời đến từ Đinh Văn Hoành, ông ấy mời hắn tham gia buổi tiệc thăng chức. Đinh Văn Hoành thăng chức, từ phó viện trưởng, thành công chuyển thành viện trưởng. Mặc dù Võ Minh đã làm sáng tỏ chuyện của nhà họ Doãn không liên quan đến Doãn Thu Thủy, nhưng vẫn không tránh được tin đồn, cho nên bà ấy chủ động đưa ra đơn từ chức. Bà ấy vừa nghỉ việc thì cơ hội này cũng rơi xuống đầu Đinh Văn Hoành. Đúng lúc Lục Vân cũng muốn đến Kinh Thành xem thử sau khi nhà họ Doãn ngã xuống thì thế cục sẽ ra sao nên đã chấp nhận lời mời của Đinh Văn Hoành. Trong ngày diễn ra buổi tiệc thăng chức, qua ba lần rượu, Đinh Văn Hoành vui tươi hớn hở kéo tay Lục Vân mà nói, cậu Lục, cậu thật là phúc tinh của tôi, từ khi quen biết cậu không biết vì sao vận may của tôi đột nhiên sống lại. Ông ấy lớn tuổi hơn và cũng dày dặn kinh nghiệm hơn Doãn Thu Thủy, chỉ có phương diện bối cảnh thì không bằng bà ấy. Vì thế ông ấy mới làm kẻ đứng thứ hai thời gian dài như thế. Mãi đến gần đây nhà họ Doãn đột nhiên xảy ra chuyện, Doãn Thu Thủy chịu áp lực quá lớn nên đành từ chức viện trưởng và tặng vị trí này cho Đinh Văn Hoành. Có tin tức nói rằng lúc trước sở dĩ chuyện nhà họ Doãn lén nuôi tử sĩ bị bại lộ là bởi vì Doãn phái vội vàng muốn giết Lục Vân nên mới để lại nhược điểm này. Mặc kệ Lục Vân và nhà họ Doãn có ân oán gì, hiện tại trong lòng Đinh Văn Hoành đang tràn ngập cảm kích đối với Lục Vân. Nếu không nhờ Lục Vân thì ông ấy không chiếm được cơ hội này. Lục Vân nghe Đinh Văn Hoành nói thế thì trong lòng cũng dở khóc dở cười, lúc trước hắn đâu nghĩ đến vì tìm kiếm chân tướng viện mồ côi hỏa hoạn mà mình đã thay đổi cả cách cục Võ Minh Kinh Thành. Thật là vô tâm cắm liễu liễu xanh Thú vị là Đinh Văn Hoành còn không biết quan hệ giữa Lục Vân và nhà họ Doãn. Nếu để ông ấy biết Doãn Thu Thủy là dì út của Lục Vân, mà ân oán giữa hắn và nhà họ Doãn cơ bản đã được hóa giải thì không biết còn nói cảm kích Lục Vân hay không. Cậu Lục, cậu là người tài, là Doãn Thu Thủy không có mắt nên mới không chịu thuê cậu đến trường giảng dạy. Hiện tại tôi là viện trưởng rồi, về sau trường học của chúng tôi sẽ thành lập một lớp huấn luyện tông sư, tôi sẽ để cậu Lục đến dạy, thế nào? Đinh Văn Hoành nhiệt tình vỗ bả vai Lục Vân và nói, trông dáng vẻ như rất thưởng thức hắn. Đinh Văn Hoành rất nhiệt tình. Ông ấy vỗ bả vai Lục Vân như thể họ là anh em tốt của nhau. Trước đó Đinh Văn Hoành đã đề cập tới chuyện thuê Lục Vân đến Học viện Võ Đạo Kinh Thành dạy học, nhưng bị Doãn Thu Thủy bác bỏ. Ông ấy cảm thấy rất mất mặt nên hôm nay nhắc lại cũng vì kiếm lại chút mặt mũi cho mình. Ai bảo giờ tôi là viện trưởng kia chứ, về sau xem ai trong Học viện Võ Đạo còn dám tùy tiện bác bỏ ý kiến của tôi. Đinh Văn Hoành đang rất đắc ý. Lục Vân lại cười khổ lắc đầu và nói, Đinh viện trưởng, rất cảm ơn ông đã thưởng thức, nhưng người như tôi trời sinh tính cách phóng túng, sợ là không đảm đương nổi chuyện dạy học, sẽ dạy hư học sinh. Lúc trước hắn hiên ngang biểu hiện mình là Hoành luyện tông sư chỉ vì khiến đám thủ phạm đứng sau màn chú ý. Hiện tại chân tướng năm đó đã phơi bày, tất nhiên hắn không cần gánh danh hiệu này nữa. Đến Học viện Võ Đạo Kinh Thành dạy học thì càng không có khả năng. Cả lớp học sở thích trung y ở Đại học Giang Nam mà Lục Vân còn không có thời gian đi dạy, sao còn sức lực chạy tới Học viện Võ Đạo dạy người khác luyện tập thuật hoành luyện. Ai, đáng tiếc, nhưng nếu cậu Lục đã nói như vậy thì ôi cũng không làm khó. Đinh Văn Hoành tiếc hận thở dài một hơi, một lúc sau lại hỏi, cậu Lục, có một chuyện tôi không biết, nhưng hỏi ra lại sợ cậu cảm thấy bị mạo. Phạm, cứ nói đi đừng ngại. Ánh mắt Đinh Văn Hoành lấp lóe. Nói tôi cứ thắc mắc quan hệ giữa cậu và Lạc tiên tử tốt như vậy, theo lý thuyết sẽ thân cận với nhà họ Doãn, sao lại?
trở nên căng thẳng như thế. Thái độ của Doãn Thu Thủy đối với Lục Vân rất tệ, đây là điều mà Đinh Văn Hoành đã sớm phát hiện, nhưng ông ấy không ngờ là Doãn phái còn quá đáng đến mức muốn giết Lục Vân. Rốt cuộc có thù hận lớn đến mức nào? Đinh Văn Hoành rất khó hiểu. Lục Vân cười lạnh trong lòng một tiếng, những người ở kinh thành này quả nhiên đều không phải dạng lương thiện gì, miệng thì hô hào anh em tình nghĩa, thực tế lại nghĩ mọi cách để moi tin. Lục Vân không rảnh tham dự vào vụ lục đục tranh đua của họ nên từ tốn nói, có một chút thù cũ, cụ thể không tiện lộ ra. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa. Đinh Văn Hoành lúng túng cười nói, ha ha, cậu Lục, mạo phạm. Ông ấy trầm mặc giây lát rồi đột nhiên có một giọng nói mỉa mai vang lên, Đinh viện trưởng, ông nói xem ông cần gì như vậy, hôm nay có nhiều khách quý đến đây mà ông lại đi nịnh bợ một con rùa vạn năm. Tiếng ồn ào xung quanh lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về hướng người nói chuyện. Lục Vân cũng liếc qua, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không nhận ra thanh niên lên tiếng, chỉ biết bên cạnh người này là Đoạn Bằng, thế là hắn quay đầu hỏi, Đinh viện trưởng, vị kia là... Đinh Văn Hoành gượng cười và nói, đó là công tử nhà họ Lâm Lâm Kiến, cha của cậu ta vừa nhậm chức. Hộ pháp võ minh kinh thành. Sau khi nhà họ Doãn ngã xuống thì một chức vị hộ pháp đã để trống ra, tất nhiên cần người phía dưới trên ngồi, mà cơ hội này lại rơi xuống đầu nhà họ Lâm. Lâm Kiến, kỳ thật khi nghe thấy cái tên này, trong lòng Lục Vân đã hiểu ra 7-8 phần. Hắn có chút ấn tượng với cái tên này, ban đầu khi trợ giúp Long Thuyên chữa bệnh ở nhà họ Long. Long Thuyên giả chết, thế là cả đám người phía dưới như vỡ tung nồi, nhao nhao tranh luận tương lai nhà họ Long nên đi về đâu. Vợ chồng Long Tề cũng là chú thím của Long Diệc Tuyết đề nghị gả cô cho Lâm Kiến, bởi vì cha Lâm Kiến là chấp sự của Võ Minh Kinh Thành, là một chỗ dựa rất lớn. Long Xuyên còn đồng ý đề nghị này. Đó là lần đầu tiên Long Diệc Tuyết xung đột cãi vả dữ dội với gia tộc như thế. Lúc ấy Lục Vân cũng có ở hiện trường nên có chút ấn tượng với cái tên Lâm Kiến này. Hiện tại cha Lâm Kiến thăng lên một cấp, từ chấp sự, trở thành hộ pháp. Thế là Lâm Kiến cảm thấy mình lại ghê gớm rồi. Còn vì sao Lâm Kiến sinh ra địch ý lớn như vậy với Lục Vân, chuyện này không phải rõ ràng quá rồi sao? Là do ghen ghét. Một mặt đến do Lạc Tiên Tử, một mặt là do Long Diệc Tuyết. Lạc Tiên Tử chiếm phần ít thôi. Bởi vì chỉ cần là đàn ông bình thường khi biết nữ võ thần trong tưởng tượng của họ bị người đàn ông khác chiếm được thì trong lòng ít nhiều gì cũng ghen ghét, nhưng loại ghen này sẽ không quá mãnh liệt, bởi vì họ cũng tự biết mình không xứng với Lạc Tiên Tử. Giống như một nữ minh tinh mình rất thích đột nhiên tuyên bố tin kết hôn, lúc ấy trong lòng họ nhất định rất khó chịu, nhưng nghĩ lại thì đời này mình và nữ minh tinh kia rất khó gặp nhau, mà cô sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, thế là dễ chịu ngay. Nhưng Long Diệc Tuyết thì khác. Mặc dù sắc đẹp của Long Diệc Tuyết không kém, nhưng so với Lạc Tiên Tử thì vẫn có chênh lệch rất lớn, nhất là ở phương diện thiên phú tu võ. Lạc Tiên Tử là nữ thiên tài, Long Diệc Tuyết chỉ vừa mới nhập môn. Lâm Kiến cảm thấy mình dư sức xứng với cô. Dưới điều kiện tiên quyết này thì ghen tuông cũng tăng mạnh. Nhất là vừa rồi Đoạn Bằng còn lặng lẽ nói với gã rằng gã tông sư rùa tên là Lục Vân này một chân đạp mấy thuyền. Lâm Kiến ghen ghét đến lồng ngực suýt nổ tung. Lúc này gã mới nhịn không được chế nhạo một câu. Bốn phía yên tĩnh một lát, sau đó liên tục có tiếng cười truyền đến. Họ đều từng nhìn thấy Lục Vân và Uông Húc đấu võ, mặc dù kết quả cuối cùng là hòa, nhưng thái độ của họ dành cho Uông Húc và Lục Vân lại hoàn toàn khác biệt. Uông Húc là thiên tài, nhất là một kiếm lúc trước có thể gọi là choáng ngợp. Nhưng Lục Vân thì sao? Chỉ phòng thủ không tiến công. Một con rùa vạn năm chỉ dựa vào da dày thịt béo nhờ chơi xấu mới đánh hòa với Uông Húc, cũng coi như vương giả trong loài rùa. Nhưng nói cho cùng thì bản chất của hắn vẫn là con rùa chẳng ra gì. Lục Vân nghe tiếng cười nhạo xung quanh mà trên mặt không có chút phẫn nộ nào, chỉ nâng ly rượu lên chậm rãi đi về hướng Lâm Kiến, lộ ra nụ cười vô hại mà nói, Lâm công tử đúng không, chúc mừng cha anh thăng chức, tôi uống trước rồi nói. Nói xong. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Lâm Kiến khịt mũi coi thường, căn bản không có ý nâng ly rượu lên. Lục Vân không tức giận mà chỉ cười cười, lại đổ cho mình một ly rồi uống cạn, uống xong thì yên lặng nhìn Lâm Kiến. Lâm Kiến vẫn thờ ơ. Thế là Lục Vân lại tự uống một ly. Lục Vân liên tục uống ba ly rượu vào bụng. Lâm Kiến vẫn không tỏ thái độ.
tình cảnh hết sức khó xử. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Vân cũng trở nên rất quái dị, thực sự nghĩ mãi không rõ tại sao cái tên này lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vào lần đầu tiên hắn mời rượu, Lâm Kiến đã không quan tâm thì hắn nên trực tiếp rời đi là được, thế thì còn không đến mức xấu hổ như thế. Kết quả hẳn liên tục uống cạn ba chén. Mỗi lần uống xong đều yên lặng nhìn Lâm Kiến, muốn gã đáp lại một chút, nhờ vào đó để làm dịu cục diện khó xử trước đó. Nhưng Lâm Kiến người ta căn bản không thèm để ý, khinh thường phản ứng cả ba ly rượu kia. Cục diện trở nên rất lúng túng, rất gượng gạo, quả thực là hiện trường xấu hổ muốn chết. Dựa theo tình hình này, dù Lục Vân mời bao nhiêu ly rượu thì Lâm Kiến cũng không nể mặt hắn. Họ hiếu kỳ Lục Vân sẽ kết thúc chuyện này như thế nào. Ninh Văn Hoành phát giác bầu không khí vì rượu này nên đứng dậy đi về hướng hai người, chuẩn bị giảng hòa giúp Lục Vân. Nhưng lúc này Lục Vân bỗng lắc đầu thở dài và nói, tôi còn tưởng rằng con trai của hộ pháp sẽ có chút giáo dục, không ngờ phẩm hạnh thấp như thế, thất bại. Chỉ thoáng chốc, không khí như cứng lại. Mọi âm thanh tắt ngúm. Mọi người đều hoảng sợ trợn tròn mắt, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì. Lâm Kiến. Phẩm hạnh thấp. Không có giáo dục. Ồ. Đám người lấy lại tinh thần, nhịn không được hít hà một hơi rồi nhìn về phía Lục Vân. Ánh mắt lập tức hiện ra ý cười trên nỗi đau của người khác. Con rùa vạn năm này quá lớn gan, dám nói ra những lời này. Phải biết rằng câu nói hắn vừa thốt lên không chỉ mắng một mình Lâm Kiến mà chửi luôn cả cha của gã, cũng chính là vì hô pháp võ minh mới nhâm chức kia, mắng ông ta không biết dạy con. Rốt cuộc thằng nhãi này lấy dũng khí từ đâu ra? Lâm Kiến vốn mang thái độ trêu tức cố ý làm Lục Vân khó xử. Nhưng khi Lục Vân nói ra câu nói này thì người cảm thấy khó chịu lập tức trở thành gã. Vừa rồi gã không đoái hoài Lục Vân mời rượu ba lần, không phải là không có giáo dục sao? Sắc mặt Lâm Kiến bỗng sầm xuống, ngón tay siết lấy ly rượu, trầm giọng mà nói, anh vừa nói cái gì, làm phiền lặp lại lần nữa, tôi nghe không rõ. Ha ha, không có gì không có gì, Lâm công tử nhất định đã nghe lầm, vừa rồi cậu Lục không nói gì. Vừa rồi Đinh Văn Hoành cũng bị Lục Vân làm kinh sợ, lúc này mới hoàn hồn nên vội vàng giải thích, đồng thời nháy mắt với Lục Vân hy vọng hắn bớt lại. Ai bị Lâm Kiến đối xử như vậy cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng khó chịu thì có thể làm gì đây, thực lực bối cảnh không lớn bằng người ta, khó chịu đến mấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, không mất mặt chút nào. Đinh Văn Hoành hy vọng Lục Vân hiểu được đạo lý này nên không ngừng nháy mắt. Tiếp đó Đinh Văn Hoành lại liên tục nói lời hay với Lâm Kiến. Lúc này Lâm Kiến mới không vui nói, hôm nay là buổi tiệc thăng chức của Đinh Viện Trưởng, nể mặt ông nên tôi lười so đo với thằng nhãi này. Vâng vâng vâng, Lâm công tử khoan dung độ lượng làm tôi rất cảm động, đa tạ Lâm công tử. Đinh Văn Hoành thầm thở phào một hơi, khi nghĩ cuối cùng cũng hóa giải xung đột này thì Lục Vân bỗng lên tiếng, đúng vậy, so đo với loại người phẩm hạnh tệ như vậy cũng lãng phí thời gian. Răng rác, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, sau đó chỉ nghe tiếng ly pha lê vỡ vụn vang lên. Gái ly đã bị Lâm Kiến bóp nát, sắc mặt gã âm trầm đến đáng sợ. Thằng danh này thật không biết tốt xấu, mình đã lười so đo với hắn mà hắn còn không biết điều, được một tấc lại muốn tiến một thước, hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào. Nên giết, Ninh Văn Hoành cũng biến sắc, nhìn Lục Vân với vẻ mặt phức tạp. Sau đó không nói gì mà thất vọng lắc đầu rồi đi qua một bên. Ông ấy còn có thể nói gì? Ông ấy đã cứu Lục Vân một lần, là hắn không quý. Trọng cơ hội mà thôi. Ninh Văn Hoành cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đoạn Bằng nhịn lâu như vậy, lúc này rốt cục cũng không chịu được mà nhếch khóe miệng lên châm ngòi thổi gió nói. Thằng danh họ Lục, tụi tao đã sớm lĩnh giáo tính ngông cuồng của mày rồi. Nhưng mày lại dám không nể mặt Lâm công tử, có phải đã quá đáng lắm rồi không? Hắn ta có tác dụng rất quan trọng trong mâu thuẫn lần này. Lúc trước cũng thế, mâu thuẫn giữa Lục Vân và hai anh em nhà họ Uông cũng có phần Đoạn Bảng đổ dầu vào lửa. Nhưng lần trước sau vụ đánh cược sinh tử cục, Uông Húc không đến gây chuyện với Lục Vân nữa, Uông Đào thì càng không dám, điều này khiến Đoạn Bảng rất khó chịu. Răng của hắn ta không thể rơi oan mạng như vậy. Thế là Đoạn Bằng lại bắt đầu châm ngòi thổi gió bên cạnh Lâm Kiến, nói Lục Vân đoạt đàn bà của Lâm Kiến, cũng chính là Long Diệc Tuyết. Đương nhiên Lâm Kiến rất khó chịu, thế là đã xảy ra tình cảnh lúc nấy. Đoạn Bằng vui vẻ hớn hở nhìn cảnh này.
Hiện tại hắn ta nhảy ra nói chuyện là vì làm ngọn lửa này cháy càng mạnh lên. Nhưng Đoạn Bằng vừa dứt lời thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người như ảo ảnh nhanh chóng lao đến trước mặt mình rồi bóp lấy gáy hắn ta đập mạnh lên cạnh bàn. Am! Cú va chạm này vừa vặn đập vào hàm răng của Đoạn Bằng, hai cái răng cửa vàng óng vừa gắn vào không lâu lập tức văng xuống đất. Người ra tay chính là Lục Vân, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng và nói, tao phát hiện miệng mày ngứa đòn. Lần trước đã dạy dỗ Đoạn Bằng một lần, nhưng tên này vẫn ngứa miệng như thế, nếu hắn ta không nhớ lâu được thì Lục Vân không ngại để lại ấn tượng càng sâu sắc. Cú đập này cũng làm mọi người ở đây ngơ ra. Gần đây mọi người đều nhìn thấy Đoạn Bằng luôn lấy lòng Lâm Kiến, đổi một câu nói chính là, Đoạn Bằng là chó săn của Lâm Kiến. Đánh chó thì phải nhìn mặt chủ. Lục Vân dám đánh Đoạn Bằng như vậy thì khác gì đang vả mặt Lâm Kiến. Âm trầm của Lâm Kiến trở thành màu. Gương mặt xanh xám, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Vân như muốn phun ra lửa. Ai ngờ Lục Vân lại cười khẩy và nói, thế nào, trông thấy tôi đánh chó của anh thì trong lòng không thoải mái à? Vậy đánh thêm một cái đi. Am! Lại một cú va chạm thật mạnh trực tiếp đánh văng hai hàng răng trên dưới của Đoạn Bằng xuống đất. Lục Vân nhếch miệng cười. Mặc kệ những người này có thoải mái hay không, gù gì thì hắn cũng dễ chịu. Ai nói sau khi vứt bỏ hào quang của Vân Thiên Thần Quân thì tôi không thể ngông. Lục Vân này ngông cuồng như vậy đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.